Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7-855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục trong những bản tin đáng chú ý ngày hôm nay thì sau khi mà cái việc Tổng thống Trump bị COVID-19 á, thì bây giờ tất cả những cái chuyên gia ở trong ngành cũng như là báo đài họ đang tìm cách mà suy luận xem là Tổng thống Trump đã bị dính từ đâu, thì bây giờ tất cả những cái bằng chứng nó đã chỉ đó là có thể là cái sự kiện vào hôm 26 tháng 9 diễn ra ở Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, khi mà Tổng thống Trump tuyên bố đề cử bà chánh án Barrett cho cái chức vụ đang bị trống của bà Ginsburg khi đó đó. Và các chuyên gia họ nói đây là một cái super spreader event, nghĩa là từ cái chỗ này nó lan ra tất cả mọi người, và nếu những người này mà không có được quarantine mà họ vẫn cứ tiếp tục đi lây lan ra bên ngoài nữa thì cái hậu quả nó rất là khó lường. Thì sau khi mà các chuyên gia họ nhắm là cái event này là cái super spreader đó, thì đã có bao nhiêu đây người là đã chứng thực bị COVID-19 mà còn một số người nữa bây giờ vẫn chưa có kiểm tra nữa, thưa quý vị. Thì theo như báo chí cũng như là tất cả những người mà họ đã khẳng định đó, thì trong đó có luôn cả ông mục sư, xin lỗi quý vị, ông linh mục đó. Linh mục, dạ vâng đúng rồi, linh mục là cũng là hiệu trưởng của cái trường đại học Notre Dame, ông cha John Jenkins đó, thưa quý vị, nơi mà bà chánh án Barrett có từng là ở trong ban hội đồng quản trị. Thì cha John Jenkins ngày hôm đó cũng xuất hiện ở Vườn Hồng, và rồi bây giờ cha cũng là người đã bị COVID-19. Thì chính lời của cha John Jenkins nói là khi mà trước khi bước vào bên trong tham dự đó, thì tất cả mọi người được kiểm tra thân nhiệt và có một cái kiểm tra nhanh đó, coi là có bị COVID hay không, đưa ra kết quả trong vòng có 5-10 phút thôi. Thì nếu mà âm tính thì mọi người sẽ được đi vào. Nhưng mà cha nói rằng có rất nhiều người, bởi vì cha có thể là lần đầu tiên vào trong đó cho nên là đã được kiểm tra. Nhưng mà cha nói có nhiều người có thể là nhân viên của Tòa Bạch Ốc thì cha thấy rằng không hề được kiểm tra gì cả. Và như quý vị cũng thấy, và đây là cái video của cái event ngày hôm đó, là mọi người đa số không có ai đeo khẩu trang hết, thưa quý vị, ngồi rất là sát nhau. Chỉ một vài người rất là ít là có đeo. Mà sau đó rồi đó, khi mà cái cuộc event diễn ra xong xuôi thì nhiều người bắt tay ôm nhau chúc mừng lẫn nhau, mà trong đó như quý vị thấy là bà cựu cố vấn của Tổng thống Trump Kellyanne Conway đã kề sát vào người của ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr để nói chuyện. Và cách đây 2 ngày đó thì tin tức cho biết là ông William Barr không có kiểm tra và negative, nhưng mà đến sáng ngày hôm nay thì phía Bộ Tư pháp cho biết là ông William Barr hiện nay ổng đang muốn ổng tự nguyện tự cách ly ở nhà, thưa quý vị. Thì nhưng mà vẫn chưa cho biết là kết quả của ông có phải dương tính hay không, nhưng mà ông đã tự nguyện tự cách ly, và trong vòng vài ngày tới đó thì ông nói rằng có thể sau một vài ngày ông sẽ quay trở lại Bộ Tư pháp làm việc. Thì cái từ vài ngày mà ông đưa ra thì nó khiến cho truyền thông hơi bị hoang mang, là bởi vì nếu mà cách ly thì phải là 14 ngày, chứ tại sao chỉ có vài ngày, vậy là ông có bị dương tính hay là không? Thì phía Bộ Tư pháp vẫn chưa trả lời cái câu hỏi đó, thưa quý vị. Đồng thời những người mà xuất hiện trong cái buổi giới thiệu bà Barrett đó hôm nay đều
kêu gọi tìm cách nào để xét nghiệm. Họ rất là sợ. Những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ôm nhau rồi nói chuyện với nhau đó, chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ người đã bị Covid-19, tất cả hôm nay những người này đã cách ly rồi, và những người nào mà đến gần ông và trong đó có tay bắt mặt mừng, họ cũng đã tìm cách để thử nghiệm và cách ly luôn nữa. Trong lúc thời gian chờ đợi để xem cái xét nghiệm của mình là dương tính hay là âm tính. Vâng, thưa quý vị, có một cái điều đó, đến sáng ngày hôm nay đó, khi mà CNN họ liên lạc một số cái nguồn tin ở Tòa Bạch Ốc, thì phía những cái nguồn tin này nói rằng Tòa Bạch Ốc vẫn không có thực hiện cái việc contact tracing, nghĩa là đi gọi hết tất cả những cái người tham dự cái bữa tiệc ở Vườn Hồng, như quý vị thấy lên đến cả 100 người, thì những người này nói rằng Tòa Bạch Ốc đã từ chối không có thực hiện cái việc này. Thì vậy những cái người mà không được contact tracing này, họ đi về những cái tiểu bang của mình và có thể không tự cách ly và từ đây lại tiếp tục lây lan thêm nữa. Gói cứu trợ đợt gì cho đến khi nào thì có được? Liệu rằng từ bây giờ đến ngày bầu cử 3 tháng 11 có hay chưa? Thì bà Nancy Pelosi cũng úp mở mở. Thì bà tuyên bố trong phần nói chuyện trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CBS ngày hôm qua, bà nói rằng chúng tôi đang có cái tiến triển, making progress về cái gói cứu trợ, và đồng thời bà kêu gọi các hãng hàng không ngay bây giờ đừng có sa thải nhân viên. Trong 2 tuần lễ trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến các hãng hàng không United Airlines vân vân tuyên bố nếu Quốc hội không sớm thông qua gói cứu trợ mà họ cần thêm nhiều tỷ Mỹ Kim nữa, thì họ đành phải sa thải một loạt, và họ đã tuyên bố sa thải rồi. Thì hôm nay đã có nhiều người nghỉ không còn làm việc nữa. Họ cắt giảm các chuyến bay và chịu mất lỗ lã thêm những cái chuyến này, bởi vì trong suốt thời gian qua, từ 100% đầy chỗ, bây giờ họ vừa cắt chuyến bay mà số người giảm tới hơn 90%. Chính vì vậy bà kêu gọi là các hãng hàng không không nên sa thải nhân viên nữa. Bà nói đừng có sa thải nhân viên, bởi vì quý vị biết là gói cứu trợ đang đến gần đó. Thì những cái tuyên bố này mặc dù nó chưa có rõ ràng vì lý do nào, thưa quý vị, bên phía Hạ viện bà Nancy Pelosi đồng ý với cái gói cứu trợ lên đến 2.200 tỷ Mỹ Kim. Thượng viện thì đã từng đưa ra cái gói cứu trợ chưa đầy 600 tỷ Mỹ Kim nữa. Mà bây giờ bên Hạ viện, đó cũng là cái điểm khởi đầu mà cả một vài tháng trước bên phía Thượng viện, mặc dù Tổng thống Trump muốn là sớm thông qua, nhưng mà Thượng viện nói không, cái số tiền 1.200 Mỹ Kim là không có, chỉ có số tiền hỗ trợ cho những người thất nghiệp. Và vì không thông qua được, chúng ta thấy Tổng thống Trump đã phải ký sắc lệnh để cung cấp 300 Mỹ Kim cho tiền trợ cấp thất nghiệp cho đến đầu tháng 12 là hết. Thì bây giờ cái số tiền mà 2.200 tỷ Mỹ Kim, ngay cả ông Steve Mnuchin, Bộ trưởng Ngân khố, cũng tuyên bố đó là cái số tiền này cao quá. Ông nói rằng tôi nghĩ rằng nếu mà bà bên phía Hạ viện đồng ý với cái khoảng 1.600 tỷ Mỹ Kim, mà trong khoảng 1.600 tỷ Mỹ Kim là bao gồm luôn 1.200 Mỹ Kim cho mỗi một người dân Mỹ đó, thì nếu cái số tiền đó được đưa ra thì may ra ông sẽ mang cái tổng số tiền đó nói chuyện với Thượng viện, thì Thượng viện có thể là đồng ý thôi, với cái sức thuyết phục của ông cũng như áp lực của Tổng thống Trump, để có được gói cứu trợ trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì bên phía bà Nancy Pelosi vẫn nói rằng 2.200 tỷ Mỹ Kim là số tiền chúng tôi đã thông qua rồi, thưa quý vị, ở Hạ viện rồi. Và bây giờ nó vẫn còn nằm yên tại chỗ bên phía Thượng viện. Từ vấn đề Covid-19 rồi, từ bây giờ còn tháng 10 này là lúc mà Thượng viện sẽ còn nhóm họp lại để sớm chuẩn thuận cái tiến trình cho bà thẩm phán Barrett vào tòa tối cao pháp viện. Rất là nhiều vấn đề, rồi cộng thêm các vị thượng nghị sĩ cũng phải về nhà của mình để vận động tranh cử trong khoảng thời gian này, thì chưa biết được. Mặc dù bà Nancy Pelosi đưa ra lời trấn an các hãng hàng không đó, nhưng mà chưa biết được là liệu rằng từ bây giờ tới ngày bầu cử, người dân Mỹ có được gói cứu trợ hay không, trong khi mọi người vẫn đang chờ đợi, nhất là các công ty tuyên bố lỗ lã và có nguy cơ phá sản. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.